Chương trình bát cháo yêu thương miễn phí cho bệnh nhân nghèo được huyện đoàn Phú Yên phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện với mục đích phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện, thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ cùng chung tay thực hiện chương trình an sinh xã hội. Chương trình bát cháo yêu thương miễn phí cho bệnh nhân nghèo đã nhận được sự ủng hộ của Hội Chữ thập đỏ huyện với số tiền 40 triệu đồng và các cá nhân đoàn viên thanh niên trong huyện trên 15 triệu đồng để duy trì những bát cháo, gói xôi miễn phí vào sáng thứ bảy hàng tuần trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Rất là vui trong cái việc mà chúng tôi tổ chức thực hiện lần này thì có sự đồng hành của Bệnh viện Đa khoa khu Phú Yên và đặc biệt đó là chính là Hội Chữ thập đỏ của huyện trong việc mà là nhà tài trợ chính cho cái chương trình bát cháo yêu thương lần này. Cứ vào sáng thứ bảy hàng tuần có 180 suất cháo và 85 suất xôi nóng hổi thơm ngon được phát cho những bệnh nhân nghèo, cận nghèo. Đó là tấm lòng của đoàn viên thanh niên, các nhà hảo tâm gửi tới những người nghèo không may bị bệnh. Cảm ơn chương trình đã tài trợ bát cháo yêu thương cho tất cả các bệnh nhân nghèo và quần áo để hướng tới cho bệnh nhân nghèo được tận dụng những cái quần áo cũ của người khác. Tôi thay mặt cho bệnh nhân thì tôi rất cảm ơn chương trình. Ngoài chương trình phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo, huyện đoàn Phú Yên đã bàn giao công trình thanh niên, tủ quần áo miễn phí cho bệnh nhân với thông điệp ai thừa đến tặng, ai thiếu đến lấy. Chương trình đã nhận được sự chung tay ủng hộ của 3 nhà hảo tâm tài trợ đóng 3 tủ quần áo trị giá 9 triệu đồng. Tủ quần áo miễn phí được huy động đóng góp từ các tổ chức đoàn, từ cộng đồng. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa, cổ động giúp cho đoàn thanh niên, lúc nào cũng là những người tiên phong trong những phong trào mang tính chất xã hội như này, mang cái sức trẻ của mình để cống hiến cho những cái công tác đoàn, công tác xã hội một cách tốt nhất. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những bát cháo yêu thương, những bộ quần áo dành cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Yên giúp bệnh nhân thêm ấm lòng, gửi gắm trong đó sự yêu thương, sự sẻ chia của cả cộng đồng, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho những bệnh nhân nghèo vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.